Phật. À, Phật. Xin chư vị mở trang số Chúng ta tiếp tục bàn về những điểm liên quan đến vấn đề niệm Phật vãng sanh của người người bệnh. Câu ca cả mọi người không phân biệt tôn giáo, chủng tộc khi lâm chung thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh của pháp môn niệm phật đều có thể được vãng sanh đúng không chưa vậy? Đúng. Đúng. cho nên mình thấy rằng tượng là có nhiều người thiên chúa giáo người cao đại giáo những người không tu nhưng mà một cái cơ may cuối đời gặp được người hộ niệm người ta khuyên bảo niệm phật cầu sanh tây phương cực lạc người ta phát khởi niềm tin vậy mà ra đi thần tương tốt quá ngược lại cũng có rất nhiều người tu hành phật giáo mà lại không có đủ cái niềm tin vào pháp niệm vật vãng sanh sau cùng thì ra đi thân tướng không có đẹp không có tốt từ những điểm này mà có nhiều người tu lại bảo rằng là làm gì có chuyện thân tướng tốt đẹp lại vãng sanh tây phương cực lạc thực ra thì họ nói như vậy cũng có đúng một nửa đúng ở chỗ là cái thân tướng tốt đẹp mềm mại tươi hồng chưa chắc gì được vãng sinh tây phương cực lạc còn những người mà ra đi thân tướng cứng đờ nghĩa là ác tướng hiển hiện thì mình nói rằng là cái người này chắc chắn bị kẹt trong tam ác đạo rồi nó khác nhau chỗ này một người mà ra đi thân tướng tốt đẹp Dẫu có gì đi rửa thì họ cũng trở về con đường lành Trở về con đường lành Tam thiện đạo cũng đã quá phước báu rồi Còn mình tu hành mà sới không tin vào lời Phật dạy Cứ tưởng là mình có những cái gì ngon lành Sau cùng khi nghiệp chứng ứng hiện chịu không nổi Phiền não nổi lên Tạo cho nghiệp chứng hừng khởi lên oán thần trái chủ chọn nẻo chọn ngã hết mà mình bị khủng hoảng ra đi ra đi trong tư thế khủng hoảng ứng hiện ra cái thân xác không đẹp rõ rệt đây là cái tiên triệu báo cho tương lai bị nạn rồi còn một đời tu hành tìm bao nhiêu phước đó cứ gối ghém ở chỗ nào đó trong a là giải thức để sau khi thọ nạn xong hướng sâu Cái điều đau khổ là thọ nạn Dài lắm đấy không phải là ngắn đầu Mong cho vị hiếu Cho nên tín nguyện hạnh là cái điểm vô cùng quan trọng Một người niệm Phật Có đầy đủ tín nguyện hạnh Niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng Ra đi mà lưu lại thân tướng tốt đẹp Thoại tướng này Nhiều khi có thể bảo đảm cho họ được 90 90 hơn nữa Phần trăm vãng sanh đấy Còn cái rủi ro chỗ nào khác Thì họ sinh về các cảnh giới lành cũng được Nhưng mà thực sự Thân trứng mềm mại Là một Trong những cái điểm rất là tốt Có hy vọng người đó vãng sanh đấy, đừng có khinh thường. Câu NL. Người tu hành tự thấy mình đã chứng đắc thì chắc chắn sẽ được vãng sanh Tây phương cực lạc. Đúng không? Không. Ừ. Cái điểm gọi là tự thấy, tự khoe, tự mãn là cái điểm vô cùng quan trọng mà mình phải chú ý. Nếu chúng ta vướng phải cái cửa ái này, xin thở thực với chư vị, khó thoát đấy. Khó thoát cái gì đây? Ma trước. Luôn luôn nên nhớ một người trong tu khi đã chứng đắc. Không bao giờ các ngài thố lộ ra. Kỳ lạ lắm. Còn một người đã tố lộ ra xin cho bị hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận. Cho nên cái chìa khóa ở đây là tự khoe chứng đắc. Chứ còn người đã chứng đắc rồi họ âm thầm khi bắt đầu họ ra đi rồi. Để lại một cái tiên triệu, một cái dấu hiệu nào đó cho họ chứng đắc thì có. Hoặc là trước khi ra đi họ báo à tôi đã thấy A-di-đà Phật rồi. Tôi đi đây rồi bắt đầu họ đi. Còn, còn bình thời không bao giờ mà khoe tôi chứng này chứng nọ Để cho bao nhiêu người ta vỗ tay tán tán đâu Cho nên mong chư vị phải hiểu Là cái sự tự khoe Coi chừng bị trở ngại Vì thực sự nếu là một người chứng đắc Thì họ trở về cái chân tâm của họ rồi Họ đã hiểu, đã thấu, đã biết được Cái lễ vô thường của cái cục thịt này cái mà cái tâm vọng tưởng của chúng sanh như thế nào họ không bao giờ mà đành lòng mà mớ lời ra nói để bao nhiêu người theo đó mà vọng tưởng chịu nạn đâu không bao giờ chư tổ chư phật mà làm cho chúng sanh bị vọng tưởng mà bị nạn đâu cho nên mong chư về vì hiếu chứ vậy đừng bao giờ mà tự khoe này khoe nọ rồi sau cùng bị nạn tội nghiệp cho chính chính bản thân của mình câu em Người có tâm thượng mạng thì thường bị ma chướng lắm đấy Đúng không? Đúng Thường thường những người mà không có cái Không có cái tâm là khiêm cung ấy, Cứ thấy cái gì đẹp đẹp hay hay chút là khoe ra liền Cho nên mình thấy bây giờ mình lên trên internet Chứ vị nào mà có internet đừng nên vội vã cứ lên internet Nghiên cứu này, nghiên cứu nọ coi chừng mình bị những cái cái rối rối chết ấy. người nào cũng tự chân đủ thứ hết trơn có nhiều người xưng bồ tát không xong rồi giờ xưng tới phật mà phật cái phật a di đà mới được chứ phật khác cũng không, chịu nữa có như vậy đấy thường thường chúng sanh sao mà hay sơ ý cái chuyện này người thực sự chân chánh tu hành không bao giờ có cái chuyện này đâu cho nên khi mà đã khoe ra như vậy Nó bị vướng vào một cái phiền não Gọi là đại phiền não Trong sáu phiền não căn bản Đó là chữ thượng mạng Mạng là thượng mạng Một khi thượng mạng xảy ra Thì đây là cái cửa ngõ Cái cửa ngõ vô cùng dễ dàng Để cho oán thần trái chủ Những bị ác thần Ta cài vào Mà mình bị nạn Ta cài đến sau cùng rồi mới, mới phát hiện ra Cách đây không biết bao lâu đó Chú vị có nghe cái chuyện mà Có một vị tự xưng là chứng đắc nhất tâm bất loạn Định được ngày giờ ra đi Mà trong lúc ra đi Đó có hàng ngàn người tấu tiễn đưa Nhưng sau cùng rồi thì bị nạn Nạn bỏ chạy trốn Bây giờ trốn làm sao được Nó khó là do tại vì Không có được hướng dẫn kỹ tâm tu thì rất là tốt, tâm thì rất là là mạnh, nhưng mà lực thì không đủ. đưa đến chỗ là lực bất tầm tâm, đưa đến chỗ là quán thân trái chủ cài bẫy, đến sau cùng bị nạn. và mình bị nạn rồi mà cũng đều theo là những cái niềm tin của chúng tranh từ đó mà suy giảm xuống. cho nên chúng ta phải cẩn thận rất là cẩn thận, đừng nên sợi câu n người thực sự chứng đắc không bao giờ khoe trương người khoe trương không thể là thực chứng được đúng không chứ vậy đúng. rõ ràng đây là những điểm mà mình nhắc đi nhắc lại một người đã thực chứng thì không bao giờ khoe ra như vậy thì một người mà khoe ra thì không thể thực chứng được người ta có thể thể hiện thần thông này thần thông nọ nó làm đúng cách hết trơn nhưng mà đã khoe ra thì đây là cái điều mà chư tổ chư Phật cấm. Chính vì thế mà mình đi con đường hết sức là hiền hòa, là thành tâm kính cẩn kết nhóm với nhau để hỗ trợ cho nhau. Trong lúc làm chung đây là cái điều chính xác. Vì bây giờ đây mình ngồi mình có thể lý luận, mình có thể phân biệt này phân biệt nọ. Chứ đến lúc mà một cơn đau xuống rồi Nhóm này ở tại Brisbane này Bệnh dịch, bệnh cúm Mà tư Nghẹt nhà thương luôn Chư vị cứ vô những cái Người mà đang nằm, đang bị cúm trong nhà thương đấy Coi thứ coi Nhiều khi bác có uống nước không Nhiều khi trả lời Uống hay không mà trả lời không nói nữa Đừng có nói đến cái phòng việc mà Trắng đen trên dưới trứng đắt này trứng đắt nọ Một chút sơ sơ đó Đừng có nói chi là những cái Giây phút mà tứ đại phân ly Phân ly mà chịu không nổi tính Tắt hơi mà chết Chư vị nói là mệt đến nỗi mà tắt hơi mà chết Kinh khủng lắm Nếu không có người hướng dẫn Nếu không có người giúp đỡ Nếu không có người trợ duyên Ai mà có thể thực hiện được Định được cái tâm Để mà đi về Tây Phương Chỉ có hàng Bồ Tát May xa Chỉ cho người lòng chân thành Chí thành chí kính cho Phật Thương tình mà gia trì cho chúng ta chư thiên long pháp bảo vệ cho chúng ta chúng ta sống trong sự an hòa đó và sự giá trị của chư bồ tát may ra chúng ta mới còn có một chút cái năng lực để mà gìn giữ cái ý nguyện vạn tranh cho đến giờ phút cuối cùng chứ còn không thì khi mà mình thượng mạng lên cái các ngài đi mất rồi chư vị mà ấn thần đã vũ bao vây lại mình hoảng kinh hồn vía làm sao có thể mà tự tại ra đi được cho nên mong quý vị hiểu được như vậy mới thấy được Những cái lời mà chúng ta đang nói đây Chỉ dành cho những người phàm phu Thực sự là phàm phu của chúng ta Mà chúng ta đã tự nhận phàm phu rồi Thì không ngại không ngùng gì mà khoe với với nhau là Tôi yếu lắm nên nghe anh chị Tôi dơ lắm nên nghe anh, anh Tôi bị kẹt đầy đủ đó Nghe anh cát cát Hãy đến giúp đỡ cho chúng ta một lòng khẩn thiết mời người ta tới giúp đỡ mình chỉ có như vậy thôi mà tự nhiên tâm đầu ý hợp yếu mạnh giúp nhau người khỏe giúp người yếu người yếu giúp người yếu hơn người mà đang còn chạy được giúp cho người đang nằm một chỗ qua quê chính vì vậy mà ta mới giữ được cái tâm lực mà đi về tây phương hiểu được như vậy mới thấy ta có cách đi về tây phương bằng cái dạng thực sự là phạm phu tội chứng sâu nặng đấy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Siêu pháp âm như lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng